Toàn bộ 229 con heo thịt từ 70 đến 140 kg sắp xuất chuồng của gia đình ông Hoàng Văn Nhã tại thôn Trần Phú, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, Thái Bình đã bị sét đánh chết trong cơn mưa dông lớn chiều ngày 12 tháng 5, tổng thiệt hại ước tính trên 2 tỷ đồng. Ngay sau khi vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, người dân các xã, các huyện lân cận như Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Vũ Thư đã tìm đến hỗ trợ gia chủ tiêu thụ kịp thời số heo vừa bị sét đánh chết. Mỗi người giúp một tay, kiên trì xếp hàng đợi đến lượt để giải cứu heo từ 5 giờ 30 chiều cho tới gần 2 giờ sáng ngày hôm sau. Dù lòng đang rối bời, nhưng trước sự chung tay đồng lòng giúp đỡ của bà con khắp nơi trong hoàn cảnh này, gia đình ông Nhã thật sự xúc động vì được bà con giúp đỡ tiêu thụ, gỡ gạc được một phần vốn nhỏ nhỏ.